Hôm nay cái video anh em, video cuối cùng của năm 2022 á, có mình thanh cái này bán thanh lý một đống đồ này nè, mình với lại có mấy món à, có hai ba món gì nữa, mình không có ghi cái số gì hết anh em ha. Hôm nay vẫn là ngày 31 nữa. 31 ha, 31. Em bấm đây là đúng không ta? Đúng rồi, ngày 31 tháng 12 nè, không thì không có ghi số ha. Thì anh em nào có chọn sản phẩm nào trên đây á phù hợp thì cứ nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại mình để chốt hàng ha. Thì tất cả đồ trên đây mình bán chuyển khoản, mình sẽ bao hết tất cả phí vận chuyển nha nè, và nhận hàng khỏi phải trả gì nữa hết á. Thì nhiều khi cái tin nhắn mình đăng cái video sau nè, mình đi đường mình không có nghe điện thoại được, với lại mình nhắn nhiều quá mình trả lời không hết thì anh em thông cảm giúp mình ha. Thì anh em nào mới xem kênh mình lần đầu, lần thứ hai muốn xem kênh mình mua hàng nữa thì anh em phải đăng ký kênh, và đăng ký kênh thì anh em bấm cái chuông nữa, lần sau mình đăng video mới thông báo cho anh em ha. Đầu tiên bán cái đóng máy nè, anh em nào có mua đóng máy này thì cứ nhắn tin số đóng máy này giá tiền được nè. Có mấy món hết đóng máy này, nó là 6 con nha nè, 1 2 3 4 5 6 con, giá là 1 triệu 2 nè. Nó luôn có được có hai cái con này thì nó có hai cái gió pin. Trong đây tất cả trong đây là mình chỉ có biết một con nó sống thôi anh em ha, biết con Milwaukee, con cái gì ta, này con gì ta, đầu quát nè, đầu quát ha, con này đầu quát nó 18V nha anh em ha, 18V có than ha, đầu khoan nha anh em ha, đầu khoan, máy này đầu khoan đây, đầu khoan thì con này nó có một số 1, số 2 nhanh chậm anh em ha. Con này biết con này còn chạy nè, thấy đầu biết dặn nó có sao nó đang bị kẹt hay gì á, mà đầu nó đây nè, dặn thấy bình thường đó. À, có số cấp dặn cấp trượt thì nó còn bình thường nè, đầu đang bị dính dơ đây, mình dặn chưa có được nè. Một con này 18V nè, nói chung là mấy con này quay hình nó hơi xấu tí ha, thì về cho anh em chọn. Con này không có búa nè, nó có cấp trượt với lại cấp khoan không trượt ha. Rồi thì con hai con này thì nó sẽ có vỏ pin đây nè, mà vỏ pin nó chết hết rồi, còn ruột còn mạch đầy đủ ở đây thì mình không có test được luôn nha. Đó. Còn hai con này là AG á, AG này mình không biết có thương hiệu gì luôn nào. AG cái dòng này nó là, để coi con này, này nó 12V anh em ơi, đó 12V của AG ha, hiệu nó là BBS cái gì 2C gì em ha, 1 2 1 2 C 2, hai con này luôn nha em. Hai con này thì cũng không, hình như là không có búa luôn nè, mình đang dặn cái cấp trượt nó vẫn nhẹ nhàng bình thường, cũng có số 1 số 2 á, đầu khoan luôn nha em. Đầu khoan cái con này thì nó đang còn dặn được nè, mà nó đang bị dính cái đầu dơ nè em ha, dính đầu dơ thì cho anh em vào nào về vệ sinh lại ha. Đây dặn ra được nha em, con này dặn được ha, nó đang bị dính dơ đó, nó hơi nặng nè. À, ra vô được ha. AEG. Đó, con này cũng AEG luôn nha, cao su nó bị tróc hết rồi, được hai vỏ pin, hai vỏ pin mới rồi nó cũng chết hết nè. Con này thì nó cứng cái đầu rồi nè ha. Đang là cứng cái đầu. Đó, cấp trượt thì dặn nhẹ hết nha. Cũng có số 1, số 2. Đó, con này nó cũng có cái móc ở đây. Coi như là hai con ha, là ba con nha ha. Và ba con này là cũng Milwaukee nha. Ba con này có thương hiệu Milwaukee. Ba con này có thương hiệu hình như là đúng rồi, cũng Milwaukee. Mà được hai con nó sẽ có búa đây, hai con nó có búa nè, hai con nó có búa, hai con có búa, mình để mình kiếm hai con có búa mình quay trước nè. Đây này có búa ha, có búa thì anh em về có thể, một có vỏ mới, hai là vệ sinh lại, có phanh búa nè, đầu nó thì hình như nó đang bị kẹt anh em ơi. Đó. Không có, mình không có thời gian làm ha, mình bán hết đống này bao ship luôn đó, cho có búa cấp 1, số 2, cấp khoan 18, cấp khoan trượt nè, đó bắn vít nè, đó bắn vít khoan thường, khoan búa nha, đó hàng này có búa. Để coi cái con này cái đầu có nhẹ không nè, con này đầu cũng nặng nha. Đó, con này để mình coi thử nặng với ta, nó đầu cứng á, cái này mình cũng chưa có đụng vô lấy búa gõ gõ gì coi nó có nhẹ không, mình cũng chưa thử luôn nè. Để giờ mình gõ gõ thử trên đây thử luôn, rồi quay lại nó có nhẹ không. À, được 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 anh em ha, nó đặt được rồi nè. Đó, kiểu như lâu ngày để nó không dặn nó sẽ bị nặng tí nha nè. Đó
Đây mình dặn số dặn chuyển chế độ qua thì nó còn bình thường hết nha anh em. Cái này nó thực sự mình không có pin test nha, mình mua cái này là không có pin test đó. Dặn chế độ bình thường hết. Con này là cũng 12V nha. Con này tem nó cũng xấu đây, còn ít mà tem xấu đây ha. Đây con này thì cũng còn tem mà nó mờ mờ đi tí, 12V của Milwaukee nha. Milwaukee này có thương hiệu gì ta? À, đời này vẫn ghi China, ý nó mấy China nhưng mà nó nặng lắm nha. Cái thằng máy này nó nặng lắm. Con này mình gõ gõ thử coi dặn được không đây. Tại cái này mình mua người ta gửi mình bán giùm cái này nha. Đó. Con này thì nó nặng luôn rồi. Đây dặn được anh em ha. Có thể gõ gõ xịt rồi 17 rồi dặn được á. Thì con này có búa nha nè. Cò bóp được nè. Hai con này có búa hết nha. Dặn chế độ còn bình thường hết. Đây, cái đầu con búa, còn con này thì nó sẽ không có búa nha nè. Không có búa ha. Cũng có Milwaukee luôn, 12V nè, pin trọt 12V á. Đó. Pin tròn 12V. Con này nó xây luôn người ta. Dặn về nó xây luôn nè. Xây chạy mua tôi bên trong. Nói chung là mấy con này còn sẽ đầy đủ đồ hết nha anh em. À, tất cả 6 con ha, 6 con chứ còn hai con này nó có hai vỏ pin luôn nha. Về ruột mạch đầy đủ hết, giá là 1 triệu mốt nha anh em. Cái đống này 1 triệu mốt. Đó. 1 triệu mốt ha. Rồi tiếp tục tới cái lưỡi cưa anh em ha, lưỡi cưa. Lưỡi cưa anh em ha. Lưỡi cưa này là để cưa sắt cái này con có thể cưa gỗ được mà răng nó hay mình thấy nó to anh, đây nó để cưa sắt anh em, đây là nó cái hiệu nó này em ha. Đó. Đó. Hiệu nó ha, nay nó hơi mờ ta, để mình chỉnh camera nó cái ánh đèn nó bị chói nè. Bây giờ đầu sáng lại nè. Nãy giờ nó bị chói. Quên. Cái này là hiệu nó em ha. Đây là của Getmoney ha. Đó, 100A 200 nhân cho 80 AC. 200 tấn, 200 có nghĩa là cái lưỡi nó sẽ dài 2 tấc cái này, hoàn toàn chưa sử dụng nha. Và cái lưỡi này, đây, tổng chiều dài nó 2 tấc. Và cái lưỡi này to là lưỡi 80 nè, nó 200 nhân 80 ha của Asada. Lưỡi này răng nó cũng khá là to nè anh em đó ha, và đặc biệt cái lưỡi này nó sẽ dày lắm nha, nó dày khoảng gấp đôi cái lưỡi bình thường kia đó anh em. Thì cái này năm lưỡi mới tinh chưa sử dụng ha, năm lưỡi mới tinh chưa sử dụng mình bán giá là 220.000 nha anh em, 220.000 ha, năm lưỡi ha, đây mới tinh chưa sử dụng răng này, năm lưỡi này như một cỡ răng nha anh em, cỡ răng ha, đây to năm lưỡi đó, giá là 220.000, cái này trong hộp mới tinh sử dụng luôn nha anh em, của Đức nha, mấy tên kịch money đàng hoàng đó, thì có hộp đồ luôn, giá là 220.000 cho năm lưỡi luôn nha anh em ha, đây năm lưỡi 220.000 ha, đó, mình quay lại mấy cái máy nó rõ cho anh em ha, đây con này không có búa nè, 12V nè, đó, đây quay hình mới là xấu nha, à, hai con này có búa nha nè, có búa nha, Milwaukee có búa nha nè, đó, hai con này dặn đầu được nè, búa ha, đầy đủ hết đồ không thiếu gì hết nha, không có vỏ pin, đó, chỉ có hai con này nó có hai cái vỏ pin đây nè, vỏ pin chọt luôn nè, đầy đủ hết nè, đầu con này làm khá là to chắc anh em ha, đó. Còn hàng này không có búa nha, có số 1, số 2 nhanh chậm mua đàng hoàng nha nè, chưa đầy đủ hết. Rồi, tiếp tục với cái con này thì máy sống nha nè, máy sống là cái đầu nó đang hơi bị nặng đây nè, mình gõ gõ thử mình xay thử được luôn nè. Nó kêu ép nó đang bị dính xét cái dơ đang tí nha nè. Con này nó chạy á, mình trong hết số 6 con này á là chỉ mình biết một con này nó chạy thôi nha anh em, còn mấy con kia không có pin test. À, dặn được anh em, gõ gõ lại là dặn được ha, tại vì nó lâu ngày á đang bị dính xét dơ tí nè, tại máy nó cũ rồi nè. Con này là 18V anh em ha, của đầu quát nha anh em ha, đây à, bị quát bên trượt á. Thì hết cái đống này mình bán giá là 6 con này là 1 triệu mốt anh em. Đó. Đây, còn cái bộ này vậy nè, cái bộ dây đeo. Bộ dây đeo này nó nặng 3-4 kg vậy. Bộ dây đeo này mình bán giá là 600 nha nè. Đeo này nó có nhiều nhiều quá. Cái bộ này cũng quá nặng. Thì ở đây. Ở đây nó có cái móc gài nè, hiệu nó đây nè. Hiệu nó Toshibiron gì ha. Đây ha. Con này cũng giao băng đàng hoàng nha anh em. Đó, giao băng đàng hoàng ha. Tem bọng đồ đầy đủ hết. Fuji nè, Denko nè ha.
đó, nó có mã ký hiệu, nó dây rất là chắc nha nè ha. Đây Sushi Denko Gia Băng nằm đây nè, đó nè, tem bọng rồi còn đầy đủ hết, cọng dây rất là dài và rất là to nè. Đây nó dính theo một cái này nữa, cái này là phần rời anh em ha. Đây rời cái móc này không biết nó nằm đâu mà nè, mình mua mình bỏ chung nó bán cần ký cho mình nè. Có một khúc này ha, khúc này cũng dài có mét mấy á. Và đây đây mình lục ra cái này, cái này có thể chắc đeo hết rồi luôn em ha, nó khá là to nặng dài lắm nha. Đó đây có thương hiệu đồ dây rồi đầy đủ hết nha anh em ha. Đây cũng chung hiệu luôn nè, đó Uchi Denko của Gia Băng anh em ha. Đây là mét in Gia Băng đây đàng hoàng luôn ha, dây này là khá to. Đây là mấy cái móc treo rồi nè, móc nó có đưa thì có thể gỡ được nè, cái này có thể kéo đi được nè, đúng không vậy ha. Và đây đây cái móc móc titan đây nè, cái này chắc titan, cái này bóp ở đâu ta, lâu quá mình không có sử dụng cái này. À, cái móc này à, bóp đây như bóp ở đây mới đè được anh em ha, nó có an toàn á, bóp đây nè em mới dở cái móc lấy cái này ra được ha. Đó, móc dây vô đây đó, tất cả móc anh em móc vô đây ha, dây nó là chữ rồi. À, đúng hiệu luôn nha anh em, đúng hiệu luôn không có khác nha. Đó, cọng dây này bán 600 nha anh em. Đó, nhiều lắm nha, dài lắm. Đây có cái móc nữa nè ha, đây móc này để nó móc vô cái này ha anh em ha. Đây, cái này lấy được luôn nha anh em, bé xuống lấy cái này ra ha. Và cái cọng dây này thì có nó có thể kéo được anh em, kéo ra được khúc nữa ha, đúng hiệu nó luôn anh em. Đó, đây kéo ra ha, cái dây này kéo ra, cái móc này nó tự rút ra rút vô nha anh em. Dây này tới đây là hết ha, nó dài khoảng hơn 1 mét nha anh em ha, hơn mét. Đó, kéo ra anh em, kéo ra tới khớp nó buông ra tự rút vô ha. Đây nó đó, tự rút vô ha, nếu mà ai tự rút vô rồi ha. Đó, còn hoạt động đầy đủ ok nè. Dây này đây là mấy cái móc gài nó đầy đủ hết nè. Đó, đây nó ha. Dây này nó khá nặng nha nè, khoảng tầm 3 kg, mấy cái móc này nó rất là chắc nè. Đó anh em nhìn, tất cả đều có sao bằng hết nha anh em ha. Cộng dây này mình bán giá 600 nha anh em ha. Đây cũng có chữ rồi nghĩa rồi đầy đủ hết ha. Qua đây cái hộp gì nó có một đống dây trong đây nữa nè, không biết cái này có kéo được cái này không, nó làm như chết mà sao nó để đi một đống dây này nữa. Sushi con ha, cọng dây này đem nhìn nè, khá là to, có về có thể chia ra đeo hết cả toàn thân được nè ha, ha. To lắm, nặng lắm nha, mới thấy cọng dây này nặng mấy kilo, trước mình mua đống dây nó nặng có 1 kg mấy thôi nè, dây này nặng 3 kg, giá 600 nha em ha. Thắt lưng à, dây đeo an toàn á, đây 600 ha, 3 món nè, bán qua món này thôi, giá 600 thì dây đeo đó ha. Còn mấy cái món này mua máy nghe nhạc này đồ để chơi mà sửa được cái cục hổm, mình có 2 cục, bán 1 cục giờ sửa được 1 cục mình nè, cục này bị đứt cầu chì hàng lại ra thông mặt bình thường. Còn đây dít đóng của Vietcell này mua chắc để xài chứ đâu có quán nè. Cây này có cây này của máy Hiti mà không biết làm gì, nó dặn răng nó để là từ 15 tới 21 hay gì đó. Đây có số nè, đúng rồi 21 15 của Hiti là của Đức nè, Hiti hàng Hiti của Đức đây. Khá mới chưa xài đó, đây một con tháp nhỏ nè 18 ly máy kẹp này, cá này thấy cá chắc đầu nói hơi nó hơi tự động mà điều nó không có chữ nè, nó xây cái này được rồi. Thì cái hồi nãy là cái cú clip rồi. Đó, thì anh em nào chọn sản phẩm nào phù hợp á, thì cứ nhắn tin trực tiếp vô số điện thoại mình để chốt hàng ha. Mình chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong clip sau của mình.